Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9. Đấng tiên tri Elishe gọi một người trong bọn môn đồ của những tiên tri mà nói rằng: Hãy thắt lưng, đem ve dầu này theo ngươi, và hãy đi đến Ramoth tại Galaad. Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Jehu là con trai của Josaphat, cháu Nimshi ở đâu. Đoạn ngươi sẽ vào, khiến người trỗi dậy khỏi anh em mình và dẫn người vào trong một phòng kín. Bây giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Đoạn, hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ huẩn đãi. Như vậy, người tôi tớ trai trẻ của đấng tiên tri đi đến Ramoth tại Galaad. Khi người đến, các quan tướng đạo quân đang ngồi. Người nói với Jehu rằng: Hỡi quan tướng, tôi có chuyện nói với ông. Jehu đáp rằng: Có chuyện nói với ai trong chúng ta? Người trai trẻ đáp: Hỡi quan tướng, với ông. Vậy Jehu đứng dậy và đi vào trong nhà. Người trai trẻ bèn đổ dầu trên đầu người và nói rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel là dân sự của Đức Jehovah. Ngươi sẽ đánh giết nhà Ahab chủ ngươi, và ta sẽ báo Jezabel về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Cả nhà Ahab sẽ bị diệt hết. Các người nam của nhà Ahab, vô luận kẻ nô lệ hay là người được tự do, ta sẽ giết khỏi trong Israel, và ta sẽ làm cho nhà Ahab giống như nhà Jeroboam, con trai của Nebat, và giống như nhà Ba-e-sa, con trai của Ahija. Chó sẽ ăn thịt Jezabel trong đồng Gitreen, chẳng có ai chôn người. Đoạn, người trai trẻ mở cửa ra và chạy trốn. Jehu bèn đi ra, đến cùng các tôi tớ của chủ mình. Chúng nó hỏi rằng: Mọi sự bình an chứ? Kẻ điên này đến kiếm anh mà chi? Người đáp với chúng nó rằng: Các ngươi biết người và lời của người nói. Nhưng chúng nó đáp rằng: Nói dối, hãy nói cho chúng ta. Vậy, người nói với chúng rằng: Người có nói với ta cách này cách kia rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Ai nấy liền lật đật lấy quần áo mình trải xuống dưới chân người trên các nấc thang. Đoạn chúng nó thổi kèn và tung hô rằng: Jehu làm vua. Ấy vậy, Jehu, con trai Josaphat, cháu Nimshi, làm phản Joram. Vả, vì cớ Hazael vua Syria, Joram và cả quân Israel đều binh vực Ramoth tại Galaad. Nhưng vua Joram đã trở về Gitreen đặng chữa lành những vết thương mà người đã bị bởi quân Syria khi người đánh giặc với Hazael vua Syria. Jehu bèn nói rằng: Nếu các ngươi vừa ý, chớ để một ai thoát khỏi thành đi thông tin cho Gitreen. Vậy Jehu lên xe qua Gitreen, vì Joram đau liệt nằm tại đó. Achasia vua Juda cũng đi xuống đó đặng thăm Joram. Lính canh đứng trên tháp Gitreen thấy đạo quân của Jehu đến, bèn la lên rằng: Tôi thấy những đạo quân đến. Joram liền bảo rằng: Hãy sai một người lính kỵ đi đón họ và hỏi rằng: Bình yên chăng? Vậy có người lính kỵ đi đón Jehu và nói với người rằng: Vua hỏi bình yên chăng? Jehu đáp: Sự bình yên có can hệ chi ngươi? Hãy lui sau ta. Tên lính canh báo tin rằng sứ giả đã đi đến nơi quân ấy rồi nhưng không trở về. Người lại sai một người lính kỵ thứ nhì cũng đến cùng chúng nó và nói: Vua hỏi bình yên chăng? Jehu đáp: Sự bình yên có can hệ chi ngươi? Hãy lui sau ta. Lính canh lại báo tin rằng sứ giả đã đến nơi chúng nó rồi, nhưng người không trở về. Vả,
cách dẫn xe giống như cách của Jehu con trai Nimshi, vì người dẫn cách hung hăng. Joram bèn nói rằng hãy thắng xe. Người ta thắng xe người. Đoạn Joram vua Israel và Achazia vua Juda, mỗi người đều lên xe mình, kéo ra đón Jehu, gặp người trong đồng ruộng của Nabot người Gitreel. Vừa khi Joram thấy Jehu thì nói rằng: hỡi Jehu, bình yên chăng? Nhưng Jehu đáp rằng: chi, hễ sự gian dâm, sự tà thuật của Jezabel mẹ vua còn nhiều giường ấy, thì bình yên sao đặng? Joram bèn trở tay mình, chạy trốn, nói với Achazia rằng: ớ Achazia, có mưu phản. Jehu nắm lấy cung mình bắn, tên trúng nhầm Joram giữa hai vai, thấu ngang trái tim, và người ngã xuống trong xe mình. Đoạn Jehu nói với Bích-ca, quan tướng mình rằng: hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng của Nabot người Gitreel, vì khá nhớ lại một lần kia ta và ngươi đồng cưỡi ngựa theo sau Ahab cha hắn, thì Đức Giê-hô-va có phán về người lời lý đoán này: quả thật hôm qua ta đã thấy huyết của Nabot và của các con trai người, ta cũng sẽ báo ngươi lại tại chính nơi đồng ruộng này. Bởi cớ đó hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng này y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán. Khi Achazia vua Juda thấy việc này, bèn chạy trốn về lối lầu vườn. Nhưng Jehu đuổi theo người và biểu rằng: cũng hãy đánh chết hắn trên xe hắn nữa. Họ bèn hãm đánh người tại nơi dốc Gu-rơ gần Gíp-lê-am. Đoạn Achazia trốn đến Megiddo và chết tại đó. Các tôi tớ người để thay người trên một cái xe trở về Jerusalem và chôn trong mồ người chung cùng các tổ phụ người tại thành David. Achazia lên ngôi làm vua Juda nhằm năm thứ 11 đời Joram, con trai Ahab. Jehu liền đến tại Gitreel. Jezabel hay, bèn dồi phấn mặt mình, trang điểm đầu và đứng trông nơi cửa sổ. Khi Jehu đi qua cửa thành, nàng nói rằng: hỡi Simri, kẻ giết chúa mình, bình yên chăng? Jehu ngước mắt lên về hướng cửa sổ nói rằng: trên cao kia ai thuộc về ta? Ai? Hai ba quan hoạn bèn ngó ra về hướng người. Người kêu chúng rằng: vậy hãy ném nó xuống đất. Chúng ném nàng xuống đất, và huyết vọt lại trên tường và trên ngựa, rồi ngựa giày đạp nàng dưới chân. Jehu vào, ăn và uống xong, đoạn nói rằng: vậy hãy đi xem đàn bà khốn nạn và lo chôn nó, vì nó là con gái của vua. Vậy các tôi tớ đi đặng chôn nàng, nhưng chúng chỉ còn thấy cái sọ, hai chân và lòng bàn tay nàng mà thôi. Chúng trở về cho chủ mình hay điều đó. Jehu bèn nói: ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli người Thi-sê-bê tôi tớ ngài mà phán rằng: chó sẽ ăn thịt Jezabel tại trong đồng ruộng Gitreel, và thấy nàng sẽ như phân trên mặt đất trong ruộng Gitreel, đến nỗi người ta không thể nói rằng: này là Jezabel. Chương 10. Vả tại Samari có 70 con trai của Ahab. Jehu viết thơ gửi đến các đầu mục của Gitreel tại Samari, tức là các trưởng lão và các giáo sư của những con trai Ahab mà rằng: tại nơi các ngươi có những con trai của chủ các ngươi, lại có xe, ngựa, binh khí và thành kiên cố. Ấy vậy, hễ các ngươi tiếp được thơ này, hãy chọn trong các con trai chủ mình ai là người tử tế nhất, có tài năng hơn hết, lập người ấy trên ngôi của cha người, rồi tranh chiến vì nhà chủ của các ngươi. Chúng bèn sợ hãi lắm và nói rằng: hai vua không thể đứng nổi trước mặt người, còn chúng ta chống cự với người sao nổi? Quan cai đền và quan cai thành cùng các trưởng lão và các giáo sư của các con trai Ahab sai nói với Jehu rằng: chúng tôi là tôi tớ ông, chúng tôi sẽ làm mọi điều ông biểu chúng tôi. Chúng tôi chẳng muốn chọn ai làm vua, ông khá làm điều gì theo ý ông cho là phải. Người viết thơ cho chúng lần thứ nhì mà rằng:
nếu các ngươi thuộc về ta và khứng nghe theo mạng lệnh ta, thì khá cắt đầu những con trai chủ các ngươi. Rồi ngày mai, tại giờ này, hãy đến cùng ta ở nơi Gitreen. Vả, các con trai của vua, số là 70 người, đều ở tại nhà những người sang trọng của thành, lo giáo dục chúng nó. Chúng vừa tiếp được bức thư ấy, bèn bắt 70 con trai của vua mà giết đi, đoạn để thủ cấp họ trong những thúng, gửi đến cho Jehu tại Gitreen. Có sứ giả đến báo tin cho người rằng, người ta có đem đến thủ cấp các con trai của vua. Jehu đáp, hãy chất làm hai đống tại nơi cửa thành cho đến sáng mai. Sáng mai, người đi ra, đứng trước mặt cả dân sự mà nói rằng, các ngươi vẫn công bình. Kìa, ta đã phản nghịch chủ ta và có giết người. Nhưng còn các kẻ này, ai đã giết họ? Vậy bây giờ hãy nhìn biết rằng, trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà A-háp, sẽ chẳng có lời nào xa xuống đất, vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng Ê-li, tôi tớ Ngài, mà phán ra. Jehu cũng giết hết thảy những người còn sót lại trong nhà A-háp ở Gitreen, luôn các đại thần, các bạn hữu thiết và những thầy cả của người, chẳng để còn lại một ai hết. Đoạn Jehu đứng dậy đi đến Samari. Khi người đến gần chòi kẻ chăn chiên ở dọc đường gặp các anh em Achasia vua Juda thì nói rằng, các ngươi là ai? Chúng nó đáp, chúng tôi là anh em của Achasia, đi xuống chào các con trai của vua và của hoàng hậu. Jehu bèn truyền lệnh rằng, hãy bắt sống chúng nó. Người ta bắt sống chúng nó, số là 42 người, rồi giết họ gần giếng của chòi kẻ chăn chiên. Người ta chẳng để sống một ai. Đi khỏi đó, Jehu gặp Jonadab, con trai Rekab, đang đi đến đón người. Người chào Jonadab và nói rằng, lòng ngươi có chân thành cùng tôi như lòng tôi đã chân thành với ngươi chăng? Jonadab đáp rằng, phải, chân thành. Jehu tiếp, thế thì nếu chân thành, hãy giơ tay cho tôi. Jonadab bèn giơ tay cho người. Jehu biểu người lên xe với mình và nói rằng, hãy đến cùng tôi, xem lòng sốt sắng tôi đối với Đức Giê-hô-va. Vậy Jehu dẫn người lên xe mình. Khi đã vào Samari rồi, người giết hết thảy những người còn sót lại của nhà A-háp tại Samari, đến nỗi đã diệt sạch nhà ấy, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Ê-li vậy. Jehu nhóm hết thảy dân sự và nói cùng chúng rằng, A-háp ít hầu việc ba anh, Jehu sẽ hầu việc nhiều. Vậy bây giờ hãy nhóm lại cho ta các tiên tri của ba anh, các đầy tớ người và hết thảy thầy cả người, chớ thiếu một ai, vì ta có ý dâng một của tế lễ lớn cho ba anh. Hễ ai không đến, ắt sẽ không sống. Vả, Jehu dùng mưu trí toan diệt các kẻ hầu việc thần ba anh. Jehu lại ra lệnh rằng, hãy rao một lễ trọng thể để cúng thờ thần ba anh. Người bèn rao lễ ấy, và Jehu sai những sứ giả đi khắp xứ Israel đòi hết thảy tôi tớ của ba anh đến. Chúng đều đến, chẳng có thiếu một ai hết. Chúng vào miếu thần ba anh, và miếu đầy chật từ đầu này đến đầu kia. Jehu bèn nói cùng người giữ áo lễ rằng, hãy phát các áo lễ cho các tôi tớ của ba anh. Kẻ ấy bèn phát áo cho chúng nó. Jehu và Jonadab con trai của Rekab vào trong miếu thần ba anh, nói với các tôi tớ của ba anh rằng, hãy tìm xem cho kỹ, hoặc ở đây có tôi tớ nào của Đức Giê-hô-va chăng? Chỉ phải có những tôi tớ của ba anh đó thôi. Chúng vào đặng dâng các lễ vật và của lễ thiêu. Vả, Jehu đã phục 80 người rình ngoài miếu và dặn biểu họ rằng, ví có ai trong những người mà ta phó vào tay các ngươi thoát khỏi đặng, ắt mạng sống của kẻ để cho nó thoát khỏi sẽ thế cho mạng sống nó. Khi đã dâng của lễ thiêu xong, Jehu nói với quân hộ vệ và các quan tướng rằng, hãy vào giết chúng nó, chớ để một ai được ra.
Vậy chúng giết họ bằng lưỡi gươm. Đoạn quân hộ vệ và các quan tướng ném thây họ ra ngoài, lật đật vào thành của Miễu Ba Anh. Chúng cất những trụ thờ khỏi miễu và đốt đi, đập bể hình tượng Ba Anh, cùng phá dỡ đền nó, làm thành một lỗ xí hãy còn đến ngày nay. Như vậy, Giê-hu trừ diệt thần Ba Anh khỏi Israel. Song người chẳng từ bỏ tội của Jeroboam con trai của Nebat, tức tội đã gây cho Israel phạm tội, nghĩa là người còn để lại các bò vàng tại Bê-tên và tại Đan. Đức Giê-hô-va phán với Giê-hu rằng: Bởi vì ngươi đã làm rất phải, xử công bình trước mặt ta và đãi nhà A-háp thuận ý ta, nên con trai ngươi sẽ ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư. Nhưng Giê-hu không hết lòng cẩn thận theo luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Ngươi chẳng từ bỏ tội của Jeroboam, tức tội đã gây cho Israel phạm tội. Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va khởi giảm bớt địa phận Israel, khiến cho Hazael hãm đánh chúng trên các giới hạn Israel, chiếm lấy cả miền từ Giô-đan chạy đến phía đông, tức là cả xứ Gala-át, đất của chi phái Gác, Ruben và Manasse, từ thành Aroe ở trên khe Ạc-nôn và cho đến cả xứ Gala-át và xứ Ba-san. Các chuyện khác của Giê-hu, các công việc người và sự mạnh dạn người đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Người an giấc cùng các tổ phụ mình được chôn tại Samari. Jo-a-cha, con trai người, kế vị người. Giê-hu cai trị trên Israel 28 năm tại Samari. Chương 20. Một ngày trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đương dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao truyền tin lành, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến thình lình hỏi Ngài như vậy: Hãy nói cho chúng tôi, bởi quyền phép nào mà thầy làm những điều này, hay là ai đã ban cho thầy quyền phép ấy? Ngài đáp rằng: Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy nói cho ta, phép báp têm của dân đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Và những người ấy bàn cùng nhau rằng: Nếu chúng ta nói bởi trời thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao các ngươi không tin lời người? Lại nếu chúng ta nói bởi người ta thì cả dân sự sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc dân là một đấng tiên tri. Vậy nên họ trả lời rằng không biết phép ấy bởi đâu mà đến. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta cũng không nói cho các ngươi bởi quyền phép nào ta làm những điều này. Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng lời thí dụ này: Người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn, rồi bỏ xứ đi lâu ngày. Đến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho đặng nhận một phần hoa lợi. Song bọn trồng nho đánh đầy tớ, đuổi về tay không. Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa, song họ cũng đánh, chửi và đuổi về tay không. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, song họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. Chủ vườn nho bèn nói rằng: Ta làm thế nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu ta đến, có lẽ chúng nó sẽ kính nể. Xong, khi bọn trồng nho thấy con trai ấy thì bàn với nhau như vậy: Kìa, ấy là con kế tự, hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bèn liện con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn sẽ xử họ làm sao? Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho này, rồi lấy vườn giao cho người khác. Ai nấy nghe những lời đó thì nói rằng: Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Đức Chúa Giê-xu bèn ngó họ mà rằng: Vậy thì lời chép hòn đá thợ xây nhà bỏ ra trở nên đá góc nhà nghĩa là gì? Hễ ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này ngã nhầm ai thì sẽ dập người ấy. Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài, vì hiểu Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, nhưng lại sợ dân chúng. Họ bèn dòm hành Ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành để bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc. Những người đó hỏi Đức Chúa Giê-xu câu này: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tư vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. Chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Song Đức Chúa Giê-xu biết mưu họ thì đáp rằng:
hãy cho ta xem một Đơ-ni-ê. Đơ-ni-ê này mang hình và hiệu của ai? Họ thưa rằng của Sê-sa. Ngài bèn phán rằng, vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Trước mặt nhân chúng, họ không bắt lỗi lời Ngài phán chi được, và lấy lời đáp của Ngài làm lạ thì nín lặng. Có mấy người Sa-đu-xê là người vẫn quyết rằng không có sự sống lại, đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, thưa Thầy, Môi-se đã truyền lại luật này cho chúng tôi. Nếu người kia có anh, cưới vợ rồi chết, không con, thì người phải cưới lấy vợ quá đó để nối dòng cho anh mình. Vậy có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết, không con. Người thứ hai cũng lấy vợ đó, rồi đến người thứ ba, hết thảy 7 người cũng vậy đều chết đi không có con. Rốt lại, người đàn bà cũng chết. Vậy thì đến ngày sống lại, đàn bà đó sẽ là vợ ai vì 7 người đều đã lấy làm vợ? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, con cái của đời này lấy vợ gả chồng, song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại thì không lấy vợ gả chồng, bởi họ sẽ không chết được nữa vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống, vì ai nấy đều sống cho Ngài. Có mấy thầy thông giáo cất tiếng thưa Ngài rằng, lại Thầy, Thầy nói phải lắm. Họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa. Đức Chúa Giê-xu hỏi họ rằng, làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua David, vì chính vua David đã nói trong sách Thi Thiên rằng, Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. Vậy, vua David gọi Ngài bằng Chúa, có lẽ nào Ngài là con vua ấy được? Khi dân chúng đương nghe, thì Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài của đàn bà quá, họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Thi Thiên 107. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay cả hà hiếp hãy nói điều đó, tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các xứ, từ phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam. Họ lưu lạc nơi đồng vắng, trong con đường hiu quạnh, không tìm thành ở được. Họ bị đói khát, linh hồn bèn nao sờn trong mình họ. Bây giờ, trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, dẫn họ theo đường ngay thẳng, đặng đi đến một thành ở được. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Những kẻ ở trong tối tăm và bóng sự chết, bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc bởi vì đã bội nghịch lời Đức Chúa Trời và khinh dễ sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao. Nhân đó, Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống. Họ vấp ngã không ai giúp đỡ. Bây giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, cũng bẻ gãy xiềng của họ. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người, vì Ngài đã phá cửa đồng và gãy các song sắt. Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì sự vi phạm và sự gian ác mình. Lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn. Họ đến gần cửa sự chết. Bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Nguyện chúng nói dân của lễ thù ân lấy bài hát vui mừng mà thuật các công việc Ngài. Có người đi xuống tàu trong biển và làm việc nơi nước cả.
kẻ ấy thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu. Ngài biểu, bèn có trận gió bão nổi các lượng sóng lên, đưa cao đến các tầng trời rồi hụp xuống tới vực sâu. Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ, họ choáng váng xiêu tó như một người say, sự khôn ngoan họ đều mất hết. Bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sóng êm lặng. Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng. Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội dân sự và ngợi khen Ngài tại nơi hiệp tập các trưởng lão. Ngài đổi sông ra đồng vắng, suối nước thành đất khô và đất màu mỡ ra đất mặn vì có sự gian ác của dân ở tại đó. Ngài biến đồng vắng thành ao nước, đất khô ra những suối nước. Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó và xây lập thành đặng ở. Họ gieo ruộng và trồng nho, ruộng và nho sinh bông trái. Đức Chúa Trời ban phước cho họ, đến đổi họ sinh sản nhiều thêm. Ngài không để cho súc vật họ bị hao hớt. Họ lại bị hạ số và phải cực lòng vì sự hà hiếp, sự gian nan và sự buồn rầu. Ngài đổ sự nhút nhơ trên vua chúa, khiến họ phải lưu lạc trong nơi vắng vẻ không đường. Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu thốn khỏi hoạn nạn, làm cho người ấy được gia quyến đông như bầy chiên. Các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui vẻ, còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Phàm kẻ nào khôn ngoan sẽ chú ý về điều này và suy gẫm sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.